Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Yamaha Exciter phiên bản 105 mới nhất của năm 2023. Và màu sắc các bạn đang theo dõi là phiên bản màu xám bạc đen, cũng là phiên bản mới nhất trong bộ 4 màu giới hạn mà Yamaha vừa ra mắt trong thời gian vừa qua. Và mẫu xe này cũng đã có mặt ở đại lý rồi các bạn nha. Thông qua video ngày hôm nay, mình quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe này tại Yamaha Mạnh Đạt với địa chỉ phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, trên đường 58m đối diện với siêu thị Châu Tuấn. Một màu sắc cũng khá là đẹp và các bạn thấy khá giống với cái màu sắc xám ánh xanh bạc đen trước đây. Các bạn có thể theo dõi như vậy. Cũng có một bộ mâm màu vàng cam cực kỳ ấn tượng và đẹp luôn. Mình cùng nhau soi chi tiết cũng như báo giá cụ thể trong thời điểm tháng 9 này các bạn nha. Đây các bạn có thể theo dõi ở phần đầu xe. Mọi nội dung trên xe đều tương tự giống, nó chỉ khác ở phần màu sắc và một số những cái logo tem xe mà thôi. Với rất nhiều những cái logo Special Edition mới nhất, đặc biệt là logo Exciter 150 được cải biên lên. Và màu sắc này cũng gần như là một màu sắc cũng lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu xe Yamaha Exciter phiên bản 105. Kèm theo đó nữa là cặp mâm được sơn màu vàng chanh cực kỳ ấn tượng. Các bạn có thể nhìn cận cảnh ở đây, tạo ra một cái nét ấn tượng riêng khi các bạn lưu thông trên đường và nhận được những ánh mắt ấn tượng từ những người đối diện các bạn nha. Với cái tem xe, với cái mâm xe ấn tượng và đẹp như thế này, các bạn có thể theo dõi một vòng xung quanh. Về cơ bản, các cái nội dung trên xe đều tương tự giống với phiên bản cũ từ năm 2022 trở về trước. Từ phần khối động cơ này, đến các trang thiết bị tiện ích các bạn nha. Đây là một phiên bản cao cấp, do đó nó có trang bị cả cổng sạc, cả chìa khóa thông minh và ngàm phanh 2 bít tông. Đèn hậu phía sau đây, các bạn có thể nhìn ngắm một chút. Đèn xi nhan thì tách rời ra. Đèn hậu ở chính giữa được thừa hưởng thiết kế từ mẫu xe IZF R1. Như những rất nhiều video top 5 đã giới thiệu gửi đến các bạn rồi. Bộ xe cũng thiết kế cũng khá là thể thao phong cách. Nhìn nhiều rồi thì các bạn thấy rằng cái mẫu xe Yamaha Exciter này lại cảm giác có cái sự hầm hố riêng, nét riêng và đẹp riêng các bạn nha. Với khối động cơ là 155 phân khối, trang bị van biến thiên VVA, cho ra công suất mô men xoắn cực kỳ ấn tượng luôn nếu những bạn nào thích một trải nghiệm mới. Với logo Special Edition này, thực ra mà nói thì bỏ ra số tiền vào khoảng tầm gần 50 triệu để trải nghiệm một mẫu xe Exciter 155 thì các bạn có thể thấy được rất là ok rồi. Đây này, các bạn có thể nhìn cận cảnh trực tiếp các cái nội dung trang thiết bị tiện ích như mặt đồng hồ LCD, chìa khóa thông minh và cổng sạc trên mẫu xe này. Có cả nút tắt bật động cơ luôn các bạn nha. Những cái mảng nhựa màu bạc ở phần rè chắn bùn phía trước cũng là điểm nhấn quan trọng cho mẫu xe Exciter ở đây. Và hiện tại mẫu xe này được Yamaha Mạnh Đạt bán với giá bán là 51 triệu trong thời điểm hiện tại các bạn nha. Với những bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe hoặc thông qua số điện thoại của đại lý là 02133791688 sẽ được nhân viên của Yamaha Mạnh Đạt tư vấn cụ thể gửi tới các bạn. Và đó là một số nội dung thông tin ngày hôm nay mình muốn chia sẻ gửi đến các bạn thông qua video này. Các nội dung này của mình, hãy các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Giá Trị Lốc các bạn nha. Xin chào các bạn ở những video tiếp theo.